Xin chào tất cả các bạn. Như đã nói từ giữa tuần thì mình có post cái hình lên để mình nói là ta sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái cách chúng ta có thể là trao đổi tạo cái bảng thống kê về hoàn thiện cho cái dự án của chúng ta, cho những cái phòng riêng biệt ở trong dự án của chúng ta một cách tự động và nhanh chóng và đơn giản. Thì đây là cái công cụ nó có sẵn của trong Revit. Thì đó là cái phần, nếu như các bạn cài Revit xong thì nó sẽ có cái phần này, đó là các bạn vào trong cái tab là quantification này. Nó có chúng ta có nhiều cái công cụ, ba nhóm công cụ đây, nhưng phải nhiều, chúng ta có ba nhóm công cụ ở đây, đó là calculate areas, calculate building part quantities và calculate room quantities. Thì đối với những bạn mà quan tâm đến thống kê về hoàn thiện ở trong một cái không gian phòng cụ thể thì chúng ta sẽ làm việc với lại calculate room quantities. Thì cái việc thao tác về click chuột thì nó cũng đơn giản thôi, nhưng mà để làm được cái đơn giản đó thì chúng ta sẽ phải trải qua một số việc, một số bước. Bước thứ nhất là các bạn sẽ phải có một cái mô hình Revit, nó đúng tinh thần là Revit, đó là chúng ta có khai báo, chúng ta có làm những cái lớp cấu tạo đầy đủ, các bạn có khai báo các cái cấu tạo, các cái vật liệu đầy đủ, đồng thời các bạn cũng xử lý giao các sàn, tường trần sàn, dầm cột nó sạch sẽ. Và các bạn cũng có những cái hệ thống mà ghi chú tác với lại thông tin cho các cái đối tượng ở trong này nó đầy đủ. Thì đó là cái bước đầu tiên ở trong cái quy trình làm này, các bạn phải có một cái mô hình nó đúng chuẩn. Và nếu như mà các bạn chưa biết là làm mô hình như thế nào cho nó hợp lý và đúng tinh thần của Revit thì các bạn có thể lên cái kênh YouTube của mình, các bạn tìm đến cái danh sách đó là triển khai kiến trúc bằng triển khai công trình kiến trúc bằng Revit nhé. Tiền trước đây nó tên là triển khai bằng Revit từ A đến Z, nhưng mà sau này thì để cho các bạn dễ tìm kiếm hơn thì mình có đổi tên lại là triển khai cái công trình nhà phố bằng Revit. Các bạn lên trên trong cái phần danh sách phát, bạn thấy ngay cái danh sách mà đầu tiên có cái mái nhà màu đỏ đó, thì các bạn có thể là các bạn xem để các bạn theo những video đó, các bạn có thể tạo ra cái mô hình của riêng bạn. Ở đây thì mình đã có cái mô hình đó rồi, và sau đó mình có thể làm ví dụ ở trong một cái phòng vệ sinh này. Thì bước thứ nhất là chúng ta có một cái mô hình rồi. Bước thứ hai thì các bạn sẽ phải tạo ra một cái room, các bạn khai báo một cái phòng định vị cho phòng vệ sinh này. Ví dụ như cái phòng này, ở đây mình đã tạo cái room này là đặt tên cho nó phòng vệ sinh 3. Nhưng mà cái room này sau khi các bạn tạo xong ấy thì các bạn sẽ phải sang cái mặt cắt của nó, các bạn sẽ phải sang cái phần mặt cắt của vệ sinh và các bạn kiểm tra xem là cái các bạn kiểm tra filter nhé, chức năng chọn cái room thôi. Các bạn sẽ kiểm tra xem là cái room ở trên mặt cắt á, nó đã, thứ nhất nó đã phủ xuống cái phần sàn, đặc biệt là cái phần sàn hoàn thiện nha, như thế này. Có nhiều trường hợp các bạn không kiểm tra về cái sàn hoàn thiện của bạn, phần vệ sinh á, chẳng hạn như thế, các bạn làm thấp hơn so với lại cái cốt chung mà cái room của bạn dừng ngang đây thôi đó. Thì như vậy nếu như các bạn mà dừng ngang đó thôi á, thì nó sẽ là không thống kê được cái phần mà sàn hoàn thiện đâu nha. Ở trong trường hợp ví dụ như cái room này các bạn không để ý, nó không có phủ hết cái phần trần, thì nó chỉ ngang dừng, các bạn tạo ra mặc định thì nhiều khi nó chỉ các bạn không để ý ngang ngang đây thôi, thì nó cũng sẽ không thống kê được nha. Và kiểm tra còn những cái cạnh này thì chắc chắn là nó chạm vào những bề mặt hoàn thiện rồi, nó sẽ thống kê được. Thì đó là bước thứ hai, đó là chúng ta tạo ra một cái room và chúng ta quản lý những cái mặt tiếp xúc của cái room đó. Chúng ta khai báo đúng đúng nghĩa là cái khối tích của cái phòng này nó nằm ở trong cái vị như thế thì các bạn kiểm tra. Thì đó là bước thứ hai rồi. Bước thứ ba là chúng ta sẽ đi vào cái tab quantification để chúng ta thao tác với cái room book. Thì cái này nó thuộc về cái nhóm công cụ là cái calculate room quantity này, nó thuộc về cái công cụ mang tên là room book, nha. Room book extension, đó là phần mở rộng của Revit. Thì những phiên bản trước đây thì khi các bạn cài Revit xong á, thì nó sẽ trên trang chủ sẽ gợi ý cho các bạn là cài thêm cái Roombook extension này hay không. Còn những cái phiên bản Revit mới gần đây thì khi cài vào thì nó có sẵn cái Roombook này rồi, nó có sẵn rồi, và các bạn đừng có cất công tìm cái bộ cài riêng cho cái Roombook này. Nếu như các bạn thiếu ở trên Google nha, không không có bộ cài riêng, mà các bạn sẽ phải vào, nếu như các bạn thiếu thì các bạn sẽ phải vào trong này, các bạn vào trong cái Autodesk và cái bảng mà để quản lý ở trên máy tính của bạn ấy, và các bạn tìm đến mục Revit, và các bạn nếu như Roombook các bạn chưa cài thì nó sẽ hiện hết ở dưới này, nên là những cái extension nào mà đi theo Revit chưa cài thì bạn sẽ có ở trong này. Các bạn cài từ cái này ra thì nó kết nối vào, nó sẽ cài cho các bạn nhé. Nó là Roombook nhé, extension là cái phần mà mở rộng, mà cái này nó không cần miễn phí thôi, bây giờ nó đi theo trong Revit rồi.
Rồi, sau khi cài xong thì nó sẽ có một số trường hợp như sau. À, xin lỗi, nó có một cái trường hợp như sau, nhưng một số mà các bạn sẽ không sử dụng được. Đó là sao? Ở trong cái phần mà trước khi mà các bạn làm, đây là những cái công cụ chúng ta sẽ thao tác nha. Thì đây là chủ yếu là có những cái công cụ gì. Thứ nhất, ở trong cái phần calculation setting, tức là về cái setting ấy, thì trong Revit nó sẽ có quy định chúng ta là hai bộ tiêu chuẩn để tính toán và thống kê những vật liệu hoàn thiện ở đây. Nên là nó có hai hệ tiêu chuẩn chính. Một tiêu chuẩn nó gọi là International Standard, và một cái tiêu chuẩn là dành làm theo là VOB Standard, là cái tiêu chuẩn của Đức. Nó chỉ có hai bộ này thôi. Thì nói chung là bình thường chúng ta sẽ chọn cái mặc định nó là International Standard, chúng ta dùng cái quy ước tính các cái mặt hoàn thiện của chung. Nói chung là bộ chung thời International, cứ nghe như thế là quốc tế chung được rồi, chúng ta không phải người Đức đúng không? Như thế thì hiểu như thế cho nó nhẹ nhàng nha. Rồi, chúng ta có thể là ok. Ở đây, đó là giới thiệu về cái nút đầu tiên là Calculation Setting nha. Đừng có thắc mắc nhiều là tại vì sao vào đây không có chỉnh được cái gì nha. Không phải lỗi đâu, nó có hai hệ như thế, rồi chúng ta ok. Cái thứ hai là cái surface material này. Thì nó có trong này nó có hai công cụ là apply surface material to room và edit surface material. Ví dụ như các bạn, nếu như các bạn chọn apply surface material to room thì nó có cái gì? Ở trong này nó có cái là thứ nhất là nó có những cái phòng ở đây đặt tên là bathroom, cellar room, exterior room, facility room, habitable room. Đây không phải là những cái phòng mà có thật ở trong dự án của bạn nha. Đây là hệ thống phân loại phòng của Roombook của Revit, tức là một cái phòng của bạn thì có thể phân thành mấy cái nhóm như thế này. Đó, đây là gọi là các bạn có thể hiểu là loại phòng hay là phân nhóm phòng ở trong cái việc hoàn thiện. Đó, thì mỗi cái sẽ có setting riêng. Rồi, ở bên dưới này nó có một cái list, đó là đây là tất cả những không gian mà đã được khai báo cái room ở trong dự án của bạn ở đây, để cho dễ các bạn quan sát thì mình chỉ xóa đi hết rồi. Mình chỉ còn trừ lại một cái phòng hoàn thiện thôi, cả cái nhà chỉ còn trừ lại một cái phòng thôi, nên là hiện đúng một cái phòng đây, phòng vệ sinh số 3. Và trong cái phòng vệ sinh số 3 này, nếu như các bạn thích thì các bạn có thể là gán cho nó là cái kiểu khai báo là Roombook Material Bathroom, tức là cái kiểu mà sau này Revit sẽ hiểu là sẽ thống kê cái phòng này theo cái tinh thần của một cái bathroom. Sẽ thống kê những cái hoàn thiện của phòng này theo tinh thần của một cái bathroom. Còn nếu như các bạn không thích cái này, các bạn chọn by element. Thì trường hợp nào chọn by element? Chúng ta chọn by element khi mà những trong cái phòng này tất cả mọi thứ các bạn đã vẽ theo cái quy trình hợp lý của Revit rồi, các bạn khai báo đầy đủ vật liệu ở trong này rồi. Thế thôi, thì chúng ta sẽ by element thôi. Ở chỗ này chúng ta by element trong trường hợp chúng ta đã khai báo hết đầy đủ rồi. Thế thôi, không có vấn đề gì. Rồi, ở trong cái surface material này nó có một cái là edit surface material. Đây. Cái này đó là cái này là cái mà mình vừa nói ban nãy, tức là trong Roombook nó cho một số cái chủng loại phòng như này. Nếu như các bạn có thích những cái tinh chỉnh riêng ở trong dự án, ví dụ như trong dự án của bạn, cái bathroom nên nó sẽ chia ra những cái nhóm vật liệu, nó sẽ thống kê này, mặt tường này, mặt sàn này, mặt trần này. Đó. Thì như vậy thì đối với lại tường thì các bạn có thể thống kê bay lên mình. Trong trường hợp này là vì tường chúng ta chỉnh hết, ví dụ trong cái này mình chỉnh cái cấu tạo tường, nó cả lớp cấu tạo và lớp chống thấm này kia đầy đủ hết rồi, cho nên mình sẽ chọn là bay lên mình, tức là thống kê cho vui vẻ sao thì thống kê như thế. Còn nếu như mà các bạn có thể thích thì các bạn có thể custom nè. Custom thì bây giờ cái material thì có thể là các bạn thống kê theo những cái vật liệu này, select material plaster type hạn như thế. Ở đây các bạn thống kê nhé. Các bạn nếu như các bạn không thích thì các bạn chọn những nhóm vật liệu các bạn thống kê ra. Ví dụ như là cái tường thì các bạn làm giấy dán tường, wallpaper hay là cái gì đó các bạn thống kê ở đây. Còn không thì nếu như các bạn đã vẽ đầy đủ rồi thì cứ by element các bạn làm. Đó, thì đó là cái các bạn thế. Rồi, ở đây mình cứ by element nhé. Tại vì mình vẽ đầy đủ rồi thì mất tội gì mình không có by element mình làm nhé. Ở đây thì các bạn có thể là chọn cái này thì cũng giống như chọn bay lên mình, tại vì ban nãy mình mở vô bạn xem nó cái bathroom mình cũng khai báo là bay lên mình hết, chẳng khác gì. Rồi, bước kế tiếp nữa là chúng ta sẽ calculate room quantities. Khi đây là cái bước gần như là cuối cùng rồi, thì trong cái bước này thì trước khi mà đến cái bước cuối cùng này á, thì để chạy được thì các bạn lưu ý là các bạn sẽ có một cái setup nhỏ nhỏ nữa là sao, các bạn vào trong này các bạn kiểm tra này, file option, sau đó các bạn tìm đến cái file location
Rồi các bạn tìm đến cái place này. Trong cái place này các bạn sẽ phải add thêm một cái dòng path nữa, tức là một dòng hướng dẫn nữa. Các bạn đặt tên là Roombook. Các bạn đặt tên đúng này, cái quan trọng là cái tên này này. Các bạn đặt tên cho đúng này. Roombook Library các bạn đặt y chang như mình để đây nha. Chữ R, chữ L viết hoa các bạn viết y chang này nha. Cái tên của nó như là Library name các bạn phải đặt đúng tên nha. Sau đó thì cái đường dẫn của nó tất nhiên là các bạn sẽ chọn đường dẫn đến cái Roombook. Và thường thì cái này nó sẽ nằm ở trong này. Nó sẽ nằm ở trong cái mục là Program Data Autodesk RVT 2022 Libraries US Imperial Roombook Library nha. Đây, thường nó sẽ nằm đây nha. À, đừng có thắc mắc là tại vì sao mình xài Metric mà lại có US, mình lại dùng cái Roombook của Imperial nha. Cái này nó chỉ xuất ra cái bảng thống kê theo cái đơn vị các bạn vẽ trong ấy rồi, cho nên là nó xuất ra ngoài thôi, chứ nó xuất ra cái file ngoài thì cũng không có ảnh hưởng gì đến cái dự án của bạn. Cho nên là các bạn dùng Imperial thì nó cũng xuất ra, nếu như bạn vẽ hệ mét thì cũng xuất ra đơn vị mm à. Và nếu như các bạn mà có US Metric thì các bạn load ra đây cũng được nha. Đây, cái đường dẫn là thường nó sẽ có như này. Rồi, chúng ta bấm Open. Đừng, trong thư mục này nó không có gì kể nữa nha. Đó, đây, đây là cái mà các bạn cần làm. Quan trọng nhất là cái tên này. Sau đó là đến cái đường dẫn này, tên được viết đúng y chang. Ok. Ok. Rồi, việc cuối cùng là tận hưởng thôi. Vào đây nha, bấm vào đây. Rồi, bấm vào đây xong rồi thì các bạn là bắt đầu có một số ở đây các bạn sẽ thống kê gì. À, thứ nhất là selection, là các bạn sẽ thống kê những cái phòng nào các bạn cần thống kê vào đây. Ví dụ trong cái phòng này chỉ có một phòng vệ sinh thì mình sẽ tích vào phòng vệ sinh. Còn nếu như có nhiều phòng đây thì các bạn sẽ check check các phòng này. Nhưng mà mình nghĩ các bạn nếu như có nhiều phòng các bạn cũng nên làm từng phòng một nha, tại vì cái thời gian nó chạy nó cũng không nhanh đâu. Là một cái, thứ hai là nếu như các bạn mà chạy chung một lần này, cái thông số ra nhiều lắm các bạn, nhiều khi các bạn nhìn vào rối não đó. Cứ làm từng phòng thì xem thế nào nhá. Rồi bên dưới này chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ có world surface, floor surface nè, ceiling surface. Nếu các bạn muốn thống kê các bạn tích hết vào đây nha. Rồi mức độ detail là file. Rồi chúng ta sẽ có những cái này. Tất cả mọi thứ chúng ta cần như chúng ta để mặc định hết rồi. Chúng ta chỉ việc là định giải xuất ra là MS Excel rồi. Ta. Sau đó thì chúng ta sẽ bấm là calculate nhé, phải ok rồi nha. Bấm calculate để cho nó tính toán. Sau khi quá trình tính toán diễn ra xong thì các bạn có hai tùy chọn. Một là các bạn export nó ra một file Excel. Đây, mình chỉ cần bấm export thôi thì tự động nó sẽ bật Excel lên và export nó ra thành một cái file thống kê Excel từng hạng mục một của chúng ta. Các bạn lại chờ cho cái file này nó chạy nha. Đấy, nó đang điền thông tin vào. Tự động nha. Ở đây là một cái file Excel mà sau khi mà nó tự động tính ra xong thì nó có những cái tab này. Thứ nhất là tất cả mọi thứ thống kê tổng quát ở trong này thì nó sẽ có những cái gì ở trong này. Thì về phần vật liệu thì gạch nung, gạch xây bao nhiêu, gạch ốp lát là bao nhiêu, rồi những cái lớp khác thì khối lượng bao nhiêu, diện tích là bao nhiêu. Đó, chúng ta là có cái thông số ở trong này. Rồi ví dụ như về cái thiết bị, về cái thiết bị thì chúng ta sẽ có là tự động nó tạo ra bảng thiết bị, mỗi thiết bị này số lượng là bao nhiêu nha. Thông tin cơ bản như là cái category element name của nó nào, ID của nó là sao, và thậm chí nó còn cẩn thận nó chụp hình cho chúng ta, cái không phải chụp hình đâu nha, mà cái này là cái hình thumbnail của cái thư viện của bạn nha. Mình có một cái clip trước đó là có hướng dẫn các bạn thống kê những cái vật dụng ở trong công trình hoặc trong dự án mà có tràn thêm hình ảnh rồi. Đây là một cái trường hợp khác nha, là đây thống kê ra mà tự động nó lấy cái hình thumbnail của các cái đại diện hình, gọi là cái hình 3D đặc trưng của các cái vật dụng này bỏ đây, cũng khá là hay. Và kèm theo là thống kê tổng quát ở bên dưới này nha. Rồi cái room circumference, rồi mặt trần diện tích bao nhiêu, floor surface là bao nhiêu, đây tư vật liệu của nó như thế nào, và tổng kết cuối cùng thì nó có những cái gì. Nên mình vẽ đầy đủ, mình khai báo cả chống thấm này kia thì nó có các cái thông tin trong này nha, về diện tích này kia có thống kê hết cho chúng ta đó. Và coi cái việc mà các bạn, ví dụ như các bạn dùng cái thủ thuật Excel để các bạn xử lý cái bản thông tin này trở thành cái bản thông tin hữu ích cho cái mục đích công việc của bạn, thì về kỹ năng Excel, nếu như bạn nào chuyên thống kê, chuyên dùng Excel rồi chắc là mình cũng không nhất thiết phải bày các bạn phải làm như thế nào nha, miễn sao các bạn lấy được thông tin từ trong Revit ra đó là được rồi. Đó là cái tùy chọn thứ nhất. Và tất nhiên là ở trong cái phần mà trong cái tùy chọn thứ hai, chúng ta có thể là chọn là View Edit Result
Thì cái phần này nó sẽ cho chúng ta là quan sát, có thể là chúng ta cô lập và chúng ta quan sát các cái đối tượng có ở trong cái ví dụ như các bạn muốn xem trong phòng vệ sinh này, diện tích trần tính như thế, như vậy thì cái trần nó sẽ như thế nào đó, thì các bạn sẽ là các bạn có thể là highlight cái đối tượng lên, ví dụ như ở trong này highlight nó lên cái khu vực này, thì chúng ta vẫn có thể bấm finish chúng ta xem. Ngoài ra, ngoài cái chế độ xem ra thì chúng ta có thể là option nha, chúng ta có thể chọn cái chế độ view là ví dụ chúng ta có thể dùng chế độ là isolate này, ví dụ như là select isolate with selection, with section box chẳng hạn như thế. Rồi chúng ta có thể là hay là đó finish. Rồi những cái thiết bị này finish này, chúng ta có thể xem độc lập từng cái bộ phận ở trong này nha. Đó, ví dụ như này chúng ta chuyển sang dynamic review, cái này cái server column này, rồi cái tay nắm này, tay vịn này, đây nó sẽ nằm ở đâu ở trong này chẳng hạn như thế. Đây, đây là cái mô đồ chúng ta có thể thấy quan sát nó ở trong cái mô hình cô lập. Thì đó là cái chế độ thứ hai, các bạn view edit result ở trong này nha. Sau đó thì nó ok. Nếu sau này các bạn có gì cập nhật ở trong này thì trong cái thiết kế của cái phòng đấy, thì các bạn có thể là làm xong các bạn lại phải tính lại calculate room lại nha. Đó, thì đó là cái này. Và lưu ý là trong cái lúc mà calculate này, trong cái phần furniture element này, khi các bạn tích vào đây thì nó sẽ có nhóm, ví dụ như furniture nào nó dựng ở trong cái nhóm nào thì các bạn nhớ thống kê nó ra. Nếu như các bạn có thể tích hết cũng được, thì tất cả những cái furniture của tất cả các nhóm sẽ được thống kê ở trong cái phòng này nó có cái gì. Chúng ta sẽ ra được cái file này. Thôi, đó là cái cách hết sức là đơn giản để chúng ta làm việc với lại cái Roombook nha. Một hết sức là trực quan, hết sức là sinh động nha. Mọi người có thể thử và tìm hơi kiếm những cái ứng dụng cho công việc của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip hướng dẫn sau nha. Chúc cuối tuần vui vẻ nha.